Xin chào các bạn nhé. Hiện tại bây giờ mình đang ở công ty. Hôm nay mình phát hiện ra trên sân thượng công ty có một tổ hải âu. Bây giờ mình sẽ làm một cuộc cướp trứng. Cái này thì mình chui vào tí cướp trứng của nó lao, nó dỉa cho nó chết. Còn đây mặt nạ nhá. Đây các bạn này, cái trứng hải âu nhé, to và trứng vịt nhau, vỏ nó giống quả trứng chim cút. Thôi bây giờ mình cất đi và tối về sẽ luộc và thử xem nó có khác thì trứng bình thường nhé. Hiện tại mình đã có mặt tại nhà. Đây là quả trứng hải âu, hôm nay mình lấy từ tổ hợp của hải âu nhé. Thì từ bé giờ mình chưa bao giờ được nhìn trứng hải âu bao giờ, nên là cũng muốn thưởng thức một lần. Thì hôm nay mình sẽ cho quả trứng này vào và luộc. Nhưng mình nghĩ là chắc nó chưa thành trứng biệt động được, bởi vì mới có một quả, chắc vẫn còn đẻ tiếp. Ok các bạn này, mình nuôi khoảng tầm gần 5 phút rồi, lâu lắm rồi. Bây giờ thì sẽ mở ra và ngâm nó nguội tí này, bóc nhé. Nóng quá, nóng quá. Đây các bác, cái mùi xả nước lạnh vào nhé các bạn nhé. Để ngâm một chút đây, thế bóc được, nóng lắm. Thế nha các bạn nhé, giờ nó cũng đỡ nóng rồi, mình sẽ bóc. Còn đâu có thấy nóng. Bóc quả trứng ở Âu này là cái đầu tiên mình cảm nhận được là vỏ nó cứng hơn là trứng vịt, trứng gà. Xong rồi các bạn này. Đây các bạn nhá, đây quả trứng hải âu mình bóc xong rồi nhá. Mình lấy kèm theo muối và hạt tiêu bắc. Cảm giác các bạn hình dung như kiểu trứng cúng không? Bốm đôi, chia đôi. Hai anh em có thằng nửa ăn thử lần đầu tiên trong cuộc đời ăn trứng hải âu. Thấy bổ trứng nghệ thuật không? Nhìn to nhỉ, nó trắng như dày. Thối, xấu quá. Cái lòng đỏ này, màu nó không được vàng tươi như kiểu cái trứng vịt, trứng gà. Màu đen nó hơi bị, màu vàng nó hơi bị ấy tí. Đó. Thử thưởng thức xem nào. Ăn toàn anh. Ăn thử tí lòng đỏ nhé các bạn nhé. Không mùi gì lạ lạ. Nó không giống trứng gà trong vịt lắm.
Ăn thử đi. Ăn đi. Nó làm sao? Nó mùi nó không thơm thơm nhỉ, trứng. Nó không thơm à? Ừ. Thế nó làm sao mùi nó là? Nó trắng cứng này. Nó trắng cứng hơn trứng vịt, trứng gà. Trứng nó sắp thành là có con trong rồi, nhìn nhỉ? Nhìn giữa nhỉ? Lá. Để nói em ngắn gọn là không bằng trứng vịt, không bằng trứng gà. Không thơm bằng. Không thơm cảm giác. Gì? Không thơm bằng. Ăn cảm giác cái lòng đỏ ăn nó nhạt. Hay là ăn chuẩn bị hình thành nó đổi thành trứng thành hình con vịt, à, con khải âu nhá. Hương vị nó khác. Ăn thử cái lòng đỏ xem. Nó khác mùi hẳn với cái trứng vịt với trứng gà. Không thơm. Đúng không? Không thơm nhỉ? Không bị trứng chứ. Nó hơi sượng sượng. Dạng kiểu đang chuyển đang chuyển. Nó ngay ngái. Ừ. Đang chuyển sang dạng hình thành con những nơi đấy. Đầu tiên ăn mà. Không như mong đợi lắm nhỉ. Để bụt nước đâu mà ăn hết đi. Đỏ rắn hơn là cái là trứng gà, trứng vịt. Nhìn cái màu nó khác bột hoàn toàn này. Nhìn này. Cái màu nó trứng nhỉ? Ừ. Khác không? Nồng nó trứng rất là khác. Còn trứng nó như kiểu nó nhìn như nhựa ấy. Nó không được như kiểu là mấy nằm trong trứng gà vịt. Lần đầu tiên trong đời ăn. Bây giờ không bao giờ bắt nữa các bạn. Không bao giờ lấy trứng của nó nữa. Chỉ thử một lần thôi. Hôm nay hơi ác. Mình lấy một quả trứng của nó, giống như là xong ấy. Nó không đẻ nữa, nó phá tổ luôn đấy. Nếu mà bóc ra như này mà không bán ở quán, người ta ăn người ta bảo chức giả. Ừ. Kiểu lòng đỏ thì hơi kiểu hơi sượng sượng, hơi rắn rắn, ăn ngay ngái cứ kiểu gì ấy. Cái lòng trắng thì nó cứng dẻo dẻo nhựa đấy, cứng là kiểu ăn nhựa chứ. Để mình thường ra ngoài bán khi người ta nghi ngờ trứng giả thôi chứ. Thế cho biết thôi. Không, cái vỏ của nó lúc bóc lại, cái vỏ của nó đã khác cái trứng thường. Nó bóc rồi nhỉ? Cứng rồi. Vỏ cứng, xong cái tạo như cái màng của nó dai hơn trứng vịt, trứng gà. Thế này. Cái phần này nó thành con này, phần này có đấy nó thành chất dinh dưỡng nuôi con này. Phần màu trắng này. Đấy, nhìn kìa ở đây, nhìn cái lòng đỏ của nó đã không tươi như kiểu trứng vàng, tươi như kiểu trứng gà, trứng vịt rồi. Ăn thử một lần cho biết thôi. Trứng hải âu các bạn nhá. Cũng không ai kêu kê giữa giờ hay ngồi nhìn thấy lên trên sân thượng, nhìn thấy đầu nó ngồi nó lò ra, hay là đoán là tổ hay chưa, hai anh em lên tìm hay là xích luôn, hay là phá hoại một gia đình của gia đình hải âu. Không hết à? Không ngon. Không ngon bằng trứng gà, trứng vịt các bạn nhé. Xin lỗi gia đình hải âu. Hỏi tạm biệt các bạn nhé.